Xin chào, chúng ta quay lại với bài học số 4. Muốn viết quảng cáo giỏi thì cần học những thứ gì? Để cho ra đời một bài viết quảng cáo hiệu quả, một copywriter sẽ phải trải qua quá trình trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi viết cái gì và câu hỏi viết như thế nào? Trong hai câu hỏi này thì một câu hỏi sẽ đại diện cho khía cạnh tư duy, còn một câu hỏi sẽ đại diện cho khía cạnh ngôn từ. Với câu hỏi viết cái gì, có nghĩa là chúng ta viết về cái gì, chúng ta lấy cái gì ra mà viết. Bao hàm trong một sản phẩm, một dịch vụ sẽ có rất nhiều khía cạnh thông tin. Chúng ta sẽ lựa chọn khía cạnh thông tin nào làm trọng tâm để giới thiệu, để thuyết phục khách hàng. Chúng ta sẽ nói về giá, về tính năng, về cấu tạo, về mẫu mã hay về thương hiệu. Để đưa ra được sự lựa chọn đúng đắn, chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu hai khía cạnh. Thứ nhất là cái mình có và thứ hai là cái khách hàng cần. Nếu chúng ta chỉ nói về cái mình có thì khách hàng sẽ không quan tâm. Nhưng nếu chúng ta chỉ nói về cái khách hàng cần thì họ sẽ không có niềm tin với sản phẩm của chúng ta. Vì vậy, nghệ thuật tư duy của nhà quảng cáo chính là đi tìm điểm chung giữa cái mình có và cái khách hàng cần. Để làm được điều đó, chúng ta sẽ phải có những phương pháp để nghiên cứu, khai thác thông tin của một sản phẩm. Chúng ta cũng cần có những phương pháp để xây dựng chân dung khách hàng, để tìm ra đâu là những cái khách hàng cần và đâu là những cái mà khách hàng thực sự muốn. Và để trả lời được tất cả những thứ đó, các bạn sẽ cần có một chút tư duy của người làm marketing. Một người viết quảng cáo giỏi thường sẽ là một người có cảm quan marketing cực kỳ tốt. Đó là câu hỏi đầu tiên đại diện cho khía cạnh tư duy. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi viết thế nào. Để trả lời câu hỏi này, các bạn sẽ phải rèn luyện những phương pháp viết, những kỹ thuật viết, tích lũy kho vốn từ và rèn luyện văn phong. Hai câu hỏi, hai mặt của một vấn đề. Tư duy và ngôn từ giống như hai nửa của vòng tròn âm dương, hòa trộn, bổ trợ lẫn nhau, không thể tách rời. Nhiều người hiểu nhầm rằng muốn viết quảng cáo hay thì văn phong phải lai láng, ngôn từ phải hoa mỹ, nhưng bản chất không phải như vậy. Theo nhận định của cá nhân mình, kỹ năng viết chỉ chiếm 30% sự thành công của việc viết quảng cáo. Chúng ta làm quảng cáo chứ không phải viết thơ, viết văn. Có những người tư duy của họ tốt, họ viết quảng cáo mộc mạc, giản dị, chân thành, thậm chí có những lúc họ viết còn cục xúc nhưng vẫn mang lại hiệu quả theo mục tiêu mà họ đề ra. Giống như ví dụ mình đã nêu trong video mở đầu, nếu bạn chỉ tập trung vào rèn luyện kỹ năng viết, dù bạn viết quảng cáo hay đến mấy mà không có sự định hướng của tư duy, thì cũng giống như bạn đang nâng cấp động cơ cho một chiếc xe máy không có tay lái, chiếc xe chạy càng nhanh thì bạn càng đi xa đích. Nói đến đây thì bạn đã đủ hiểu về tư duy và ngôn từ, nhưng chúng ta sẽ học hai thứ đó như thế nào? Thì lại có một câu chuyện như sau. Đó là tư duy thì có thể dạy, còn ngôn từ thì phải tự luyện. Thế là thế nào? Có nghĩa là về tư duy chúng ta sẽ có những phương pháp, những kỹ thuật mà về sau các bạn chỉ cần áp dụng những phương pháp, những kỹ thuật đó là các bạn có thể làm tốt. Tuy nhiên ngôn từ thì lại khác. Về cơ bản là không ai có thể dạy người khác viết. Vì viết là một hoạt động diễn ra rất tự nhiên, ngôn từ là dòng chảy cảm nhận diễn ra trong đầu mỗi người. Chúng ta không thể dạy nhau cách viết từng câu như thế nào, cách chọn lựa từng từ ra làm sao, đặt dấu chấm dấu phẩy cụ thể như thế nào, dùng câu đơn hay là câu ghép, viết xuôi hay là viết ngược. Tất cả những thứ đó sẽ phụ thuộc vào văn phong, vào cá tính của từng người. Các bạn hãy hình dung chúng ta đang dạy một đứa trẻ tập đi. Bạn có bao giờ phải chỉ cho đứa trẻ rằng chúng ta phải đi như thế nào, chúng ta phải dùng lực trọng tâm ở chân nào, chuyển lực ra làm sao, làm thế nào để bước đi? Có ai dạy một đứa trẻ tập đi như vậy không? Chắc chắn là không. Chúng ta sẽ dạy những đứa trẻ những quy tắc cơ bản, ví dụ như đi thì không được đâm vào tường, phải tránh những cái hố sâu, hay là đi thì phải nhìn về phía trước. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những cái bài tập đi, ví dụ như là con ơi chạy từ đây ra đây thì bố cho con cái này. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm được. Chúng ta đưa ra những lời khuyên và bài tập, còn việc tập đi là việc mà đứa trẻ phải tự làm. Việc luyện viết cũng thế, mình sẽ cho bạn những lời khuyên, những định hướng. Bên cạnh đó là những phương pháp rèn luyện, còn việc có viết hay được hay không, viết có hiệu quả hay không là phụ thuộc phần lớn vào quá trình tự rèn luyện của bạn. Và để biết nguyên tắc của việc luyện viết như thế nào, xin mời các bạn đến với bài học sau.